Mình bị gọi là như là sắp gọi là nó chỉ đứng ở danh giới Đấy là một là mình tự tử này Hai đó là mình vượt uh, qua để mà sống tiếp ấy Thì mình cũng gọi là có bệnh thì phải vái thứ phương đấy, Mình có được bạn bè thì giới thiệu lên gặp thầy Thì thầy cũng có nói là Em bị một cái vong theo từ năm 15 tuổi Và thời điểm mà thầy nói là Mình có hai vong theo Một vong là con của mình Con của mình mà bị uh, bị bị sảy bị, bị Nhưng mà mình không biết Cái tâm lý của vong đấy là mày phải sống không là sống chết không ra chết Cái lần vừa rồi là mình bể nợ mà nó lên đến gần 2 tỷ Wow là lúc đấy là cái tháng cái tháng cái lịch tháng duy nhất và cái tháng mà cái tháng mà sau khi mà bể ấy, là mình gọi được gọi là người không là người mà mang ma mát ở chỗ đó trong đầu của mình lúc nào nó cũng sẽ suy nghĩ nó suy nghĩ rất là nhiều nó suy nghĩ nó căng cực là nó thường suy nghĩ hướng đến để đi, đi tự tử đi chào mừng các bạn đã đến với kênh hỷ khí dương dương và nói tiếp tập podcast Uh, trước là về tâm linh Thì tập này Cũng một cái vấn đề gì đó Nó còn tâm linh hơn nữa Đó chính là vừa nghe được Một cái câu chuyện rất là Nổi ca da gà của một bạn Ngồi kế bên mình Là Đức Anh chia sẻ Là theo như bạn chia sẻ Thì là Bạn đã bị vong theo Từ lúc 15 tuổi Và hiện tại thì uh, Đại khái bạn được à năm nay chắc là 28 29 28 tuổi. Wow, là một thời gian gọi là à 8 năm hả? À 8, 8 năm, năm đó 15 tuổi mà 83 thêm 10 12 năm 12, 13 năm. Mà khoan, tức là bây giờ bạn vẫn còn đang bị theo không? À không, bây giờ thì thì xong rồi. À rồi. Rồi. <cười> <cười> Chứ nãy giờ mà ngồi mà có người thứ ba ngồi kế bên là cũng hơi sợ nha Đúng rồi Ok, thì nói chung là mình chỉ biết tới cái đoạn mà bạn nói là bạn bị vong theo 8 năm trời Bắt đầu từ năm 15 tuổi thôi Còn chi tiết hơn nữa thì Đức Anh có thể uh, chia sẻ cho mình với lại khán giả là câu chuyện của Đức Anh không? Oh. Ok, uh, hello mọi người Thì... Câu, câu chuyện của mình thực ra là bản thân mình từ 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 bé là nhà mình theo đạo phật nhưng ừ. mà về bản chất là về tâm linh á thì bạn cứ tưởng tượng đấy là mình không có quá là gọi là để ý hay là tin quá nhiều hoặc là quá căng thẳng về cái đó mình mình vẫn đi coi bói nha nhưng mà nếu mà thầy bói mà nói cái gì mình mình cảm thấy nó không gặp may mắn hay là nó cái này cái kia là mình sẽ kiểu gạt phăng cái gì đó đi còn cái ý nào mà nó hay hay nó tốt nó thuận thì mình ừ cũng mình nghe cho biết ừ à, thực ra là cái vấn đề về vong theo lúc năm gọi là từ năm mười tuổi ấy là đến khi mà mình gọi là dính nhiều quá thì mình đến tìm một cái thầy thì uh, khi mà tàn gọi là khi mà bạn biết đó là mình bị gọi là như là sắp gọi là nó chỉ đứng ở danh giới đấy là một là mình tự tử này hai đấy là mình uh, vượt qua để mà sống tiếp ấy thì mình cũng gọi là có bệnh thì phải vái tứ phương mình có được bạn bè thì giới thiệu lên gặp thầy thì thầy cũng có nói là em bị một cái vong theo từ năm 15 tuổi và thời điểm mà thầy nói là mình có hai vong theo một vong là con của mình con của mình mà bị 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 sảy nhưng mà mình không biết à, mình không biết thế là mình mới bắt đầu hỏi chi tiết thì thì thầy mới nói đấy là cái vong này nó không phải là vong mà vong theo kiểu dạng mà đi qua đường xong rồi gặp một cái gì gì đấy nó nó siêu nhiên hay là nó căng thẳng quá rồi mới theo đâu mà đây là nợ từ đời đời kiếp kiếp ấy xong rồi làm tới là không chịu đầu thai mà cứ đi theo đúng rồi. cứ đi theo wow. là mình vong này vong nữ hỏi ông nam và mình thì, thì 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 thầy nói lại đó là tại vì những cái kiếp trước mình có làm tổn thương đến họ rất nặng đến mức họ phải tự tử cho nên đó là họ oán hận nên là họ mới mới theo và phá mình thì khi mà có nghĩa là bản thân mình sẽ chưa chưa có gọi là quá tin cho đến khi mà tất cả những cái câu chuyện thuật lại nó đều đúng với lại cái 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 những cái cái mà mình xảy ra từ năm mình 15 tuổi hồi mình 15 tuổi là đang học cấp 2 từ thời điểm từ lớp từ bé cho đến khi là mình học xong cấp 1 đấy mọi thứ nó vẫn rất rất là bình thường cho đến khi mà lên cấp 2 á thì từ cấp 2 trở đi nó bắt đầu xảy ra những cái nhỏ nhỏ như sau đấy là uh, mình bất kỳ một cuộc thi nào lớn nhỏ diễn ra mình có ôn bài kỹ đến cỡ nào rồi mình có ôn gọi là siêu pro như thế nào rồi ấy thì tới kỳ thi ngay ngày thi ngay đêm hôm trước khi ngày thi diễn ra thì mình sẽ bị ốm một trận vật vã mà toàn là sẽ những kỳ thi quan trọng ví dụ như là thi học kỳ ờ uh, thi học sinh giỏi thi đại học đó tất cả những cái kỳ thi quan trọng mình đều sẽ bị đau bị ốm bị sốt mình uh, kể cả mình bạn, bạn bạn tưởng tượng này này mình lên cấp 3 mình có đi thi cờ vua À, Cờ vua cấp tỉnh, Hồ cải phù động. cái ngày đầu tiên mình đi thi là cái ngày mà mình gặp hai cái bạn đấy là coi như là yếu nhất rồi ừ. mà đối, mình thủ mình đối, yếu. đối thủ yếu nhất rồi mà mình thua, mình thua cả hai bạn đấy vì mình sốt, mình sốt vật cả 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 đêm hôm trước đến ngày hôm sau mình vẫn sốt mình nên thua hết cái ngày đấy là mình lại khỏe như trâu. Lúc sau mình toàn gặp đối thủ mạnh thôi mình thắng hết mà mình đấu thua ai đâu từ những cái trường được đánh giá là, là 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 các bạn ấy là có cái truyền thống rồi nên là cái trường đấy nó rất là, là là mạnh luôn thì những cái trường đấy mình mình đánh mình vẫn đánh thắng đánh thắng như thường ở những ngày sau nhưng hai cái bạn đấy là yếu nhất có nghĩa là hai bạn đấy thắng mỗi mình mình thôi còn lại là thua hết ờ trong khi là mình có khả năng thắng những cái người giỏi hơn hai bạn đó nữa đúng rồi mà vì tại vì lúc mình thi là đầu mình sốt mà nó cứ oang 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 không tập trung được không thể tập trung ừ. không thể suy nghĩ được không có nghĩa là tất cả mọi cái suy nghĩ của mình nó bị giống như là bị phong tỏa và những cái kỳ thi cũng thế mình cứ những cái kiểm tra mà không quan trọng như một tiết hay 15 phút hay miệng thì không nói đâu nhưng mà mấy cái kiểm tra mà kiểm tra học kỳ á thi học kỳ rồi thi đại học á nhất là cái đợt thi đại học là mình định thi vào trường quân sự trường lục quân thì mình mới tự dưng là gọi là đi xuống nha trang đi thi thì mọi thứ đang bình thường cho đến đêm cái hôm trước khi thi á là số mà thà nó rơi vô cái môn nào mình yếu tí đi cái môn đấy là cái môn mình lại mạnh nhất nữa đấy là là, là môn vật lý tại vì mình đi thi học sinh giỏi vật lý ở cấp 3 thì mình 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 được giải khuyến khích của tỉnh thì cái hôm mà thi môn 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 ngày đầu tiên đi thi là thi vật lý thì lại bị sốt thì cái môn mà mình có thể kiếm điểm được nhiều nhất từ nó tại vì mình khối a mà hồi đấy là còn chia khối khối a khối b khối c thì khối a là toán lý hóa thì là cái môn mạnh nhất là môn môn vật lý của mình thì mình là gọi là bê bết vì 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 đau còn cái môn mà mình uh, gọi là yếu hơn một xíu là môn hóa thì lại khỏe như trâu rồi lúc đó là bình thường các bạn bạn cứ tưởng tượng là sáng thi lý thì sốt vật vã ra đến chiều thi hóa thì khỏe như trâu là vật vật, vật vật lúc đấy là mình chả để ý cái gì cả nhưng mà mình hiểu được mình không hiểu là tại sao mà thay đổi sáng chiều như vậy thì mình nghĩ là do, do chắc là do cái sức đề kháng của mình nó cao nên là khỏe nhanh Nhưng không có vấn đề gì cả nhưng mà đến đến khi mà mà mà, mà đến lúc sau nghiệm lại thì những cái câu chuyện nó mới dần dần ra đến khi mình đi lên 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 đại học thì mình có một cái cơ hội đi qua bên Israel để 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 để, 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 để làm tu nghiệp sinh ở bên đấy ừ. thì bạn cũng nghĩ là cuộc đời chưa bao giờ bị huyết áp cao đi khám huyết áp gọi là ngon lành sức khỏe của mình trước khi đi xuống đấy là nó trải qua rất là nhiều bước đến cái bước khám sức khỏe á là để cho chắc là mình khám trước ở trên này năm nào mình cũng đi khám sức khỏe hết sức khỏe khỏe rè mình tự tin mình đi xuống đấy sáng không dám uống cà phê gọi là ăn nhẹ các thứ để gọi là cho nó nó ấy thôi không ăn bất kỳ một không ăn không uống cái gì kích thích cả đi vô khám nó huyết áp cao đó giờ mình không bị huyết không áp cao. mình không có tiền sử huyết áp bây giờ mình vẫn bình thường mà mình đâu có bị huyết áp bao giờ đâu mình không bị huyết áp cao tự dưng xuống như đấy khám huyết áp cao xuống dưới đây là Sài Gòn mình lên uh, bệnh viện đấy để mình khám thì mình bị huyết áp cao là không đi được hay sao không lúc sau là mình sẽ mình phải làm rất nhiều thủ tục để được khám lại thì khám lại lần thứ ba thì mới huyết áp bình thường trong khi trong khi là kiểu lần một lên khám huyết áp cao em là không được bay thì kiểu, em không có bị huyết áp cao em không có lịch sử bị huyết áp thà là có lịch sử hay tiền sử bị bệnh huyết áp phải dùng thuốc huyết áp gì thì không nói nhưng mà đây là mình không có thế là đi khám cái tự dưng ra huyết áp cao mình cũng cố mắt lên cái là mình nói, ủa làm sao cái nào bác sĩ cũng cố gắng bác sĩ test cho mình là lâu nhất test chục lần luôn đều ra huyết áp cao trong cái lần đầu tiên mình xuống đến khi mình về đây mình về lại buôn mê thuột mình về lại nhà thì mình mình mới 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 mới, mới bực có mình đi ra ngoài bệnh viện mình ba cái bệnh viện để mình kiểm tra còn mình bị huyết áp không không huyết áp tốt cái mình nhắn lại mình gửi cái kết quả đấy xuống cho bác sĩ ở dưới này họ bảo là kết quả này không được công nhận tại vì nó không có nằm trong cái cái, cái, cái diện họ khám tại vì này là đi nước ngoài và israel nó rất là là nghiêm ngặt về cái việc sức khỏe thế là mình mới kêu là mình xin mình tìm đủ mọi cách để mình được khám sức khỏe đến lần thứ hai mình được hẹn cái lịch đấy là để xuống để khám sức khỏe rồi thì nó có một cái trục trặc là uh, mình bị, uh, bị 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 vướng một cái lịch khác và mình không thể nào mà ấy được mình không thể nào mà sắp xếp được nó khá quan trọng thì lại không xuống được Nói là mọi thứ nó không vừa ý nó, mình nó không nó không thuận một cái gì luôn ừ. nó không có bất kỳ một cái gì thuận luôn và Uh, cái 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 khi mà thầy nói với mình á mình có kể lại một vài câu chuyện như là có những cái nơi có những cái căn nhà cả một đoàn đi ai nằm ở trong đấy ngủ ở trong đấy cũng bị hù. Nếu mà không bị bóng đè thì cũng bị nhát các thứ có nghĩa là mình uh, mình đi chơi rất là nhiều trong trong từ 15 tuổi cho đến khi mình hai gọi là 28 tuổi là một thời gian đấy là mình đi con rất là nhiều rồi. Thì đi với nhiều nhóm bạn tới rất là nhiều nơi nó cũng hơi tâm linh. Và ai cũng bị nhát nghĩa là đi theo đoàn mình là hầu như là gần như gọi là bị nhát hết. Nhưng mà có mỗi một mình 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 kêu không tao ngủ rất ngon. Uh, tao không thấy có vấn đề gì hết, tao cảm thấy ok, tao thấy bình thường. Rất tốt kiểu Mình nghĩ hồi đấy mình còn nghĩ là ở ừ, Chắc do bọn này yêu bóng vía Và kể cả trẻ con Tại vì mình đã không tin mấy cái này quá nhiều rồi ấy. Mình nghĩ là Không có nhu cầu tin lắm Thì đến khi mà Gọi là Có đến cái mức mà Mình à, ở một nơi mình thuê công ty à, Mình có một cái Hồi, hồi đó mình có start up một cái công ty Thì cái công ty đấy Bất công ty của mình thuê là nhân viên Mình nằm ngủ bị bóng đè liên tục khi không có mình ở công ty đến khi mình về công ty một cái nhân viên ngủ ngon không bị cái gì nữa cả mình chỉ cần ở công ty là hôm sao mình đi khỏi công ty cái là ngủ là có vấn đề không bị bóng đè thì cũng bị nhát ngủ mà ngủ mà ngủ đến mức say sẩm mệt người luôn ấy còn có mình thì nó bình thường thì mình hỏi thầy là những cái như vậy là như thế nào thì thầy cũng nói là cái vong của đi theo mình quá mạnh người mình ta thu được đúng rồi. cái vòng lẻ lẻ đúng, khác. đúng, đúng 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 chính à. nó nó quá mạnh tại vì đây là thủ án từ rất nhiều kiếp nó thiên thu <laughs> đúng rồi nên là người ta hận mình lắm người ta rất là hận tại vì mình mình tại vì bây giờ mấy kiếp trước làm sao mình biết là tại sao mà người ta hận mình nhưng mà nó có một cái là, là là là, là thầy bảo luôn đấy là người ta rất là hận người ta hận đến mức mà cứ cái gì mà gần thành công nó sẽ phá ra nát thì thôi nó không phá bằng cái này nó sẽ phá bằng cái khác đó đấy là, là là là, thầy nói như vậy thì mình 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 mới bắt đầu hệ thống lại những cái cũ những cái trước mình khởi nghiệp chắc mình nói rất là mình không biết là năm sáu cái gì để khởi nghiệp từ bé cho đến tức là, đến là mình lần. luôn luôn khởi làm một cái gì đó để khởi nghiệp đúng rồi nhưng mà lại luôn luôn là gặp trắc trở nó không nó thà nó trắc trở thì nó khác nó sẽ luôn theo một quy luật đấy là thời gian đầu là phát triển như rồng và nó sập nó sập một cái rồng Chứ y chang như vậy luôn cái nó y, y, như là y chang kịch bản đó. là nó chỉ vậy thôi kịch bản nó không thay đổi ok có những cái mình sẽ phân tích yếu tố là con người là kinh nghiệm là cái đấy nhưng mà có rất là nhiều thứ nó đang bình nó đang rất là bình thường cái nó ập cái rầm thì thì bạn không hiểu tại sao nó như vậy cho đến khi bạn nhìn lại nó bạn mới thấy ủa tại sao thời điểm đấy tôi lại làm cái đấy Ờ à, nó sẽ có những cái đấy nhá tại sao thời điểm đấy tôi lại làm cái đấy trong khi là tôi cũng không nghĩ là tôi tôi sẽ quyết định cái đấy ở thời điểm hiện tại nhưng mà có những những cái vấp mà nó mình nghĩ là mình đã có kinh nghiệm rồi mà mà mình vấp lại cái đấy thì hơi buồn cười nhưng mà mình vẫn vấp mình không khi bất kỳ một cái cái lúc mà nó tới này mình sẽ có cái trường hợp như sau khi có cái cuộc họp gì ấy diễn ra đầu óc của mình sẽ bị oang 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 sao mình không biết mình nói cái gì luôn mình không biết mình đưa quyết định gì luôn đúng có nghĩa là mình Ừ. quyết định theo kiểu là đó là như vậy đó là mình đưa ra tất cả những cái quyết định đấy theo một cái kiểu đấy là mình cứ tưởng đấy là do mình stress mình áp lực hay là mình nghĩ lúc đầu là mình sẽ nghĩ như thế mình nghĩ là sao dạo này cái khả năng chịu đựng mình kém thế nhưng mà tại vì nó là một cái vòng lặp mà mình không để ý mình, mình không để ý quá nhiều đâu tại vì mình vẫn có tin là nhân quả mình vẫn tin rất là nhiều thứ nhưng mà mình không sẽ không tin những cái chuyện như là mình là người bị 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 vong theo đó tại tại vì bạn cứ nghĩ đấy là cái chỗ nào mà trong cuộc đời mình trộm vía là mình chưa bị bóng đè bao giờ luôn mình cũng chưa bao giờ bị hù bị dọa bị nhát hay là làm gì đấy nó quá khủng khiếp như mà những cái bạn mà mắc phải mình là chỉ có cứ cái gì là tất cả những cái 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 khởi nghiệp hoặc thậm chí cả những cái đường học của mình thấy nhá nó sẽ cứ kiểu thế này có nghĩa là khi mình bắt đầu xuất phát điểm ở cái đấy là mình sẽ bay rất là nhanh là tất tại vì mình giống như mình làm một cái gì đấy mình mình muốn tìm hiểu cặn kẽ đó cho nên là lúc mà mình đào làm mình đều đào rất sâu nó mình dành thời gian mình nghiên cứu nó nên mình cũng biết cái bản chất nó vừa phải thì trộm biến là cái lúc bắt đầu làm nhá là e mày lên luôn là làm cái véo như thế này luôn nhá chứ nó không có kiểu là tàng 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 đâu nó là như thế này này xong rồi là nó như thế này này đó tầm khoảng ba tháng thôi là sập thôi đúng đó. là 3 tháng luôn, cái cộng đúng móc là mà, 3 tháng. cái cụm cái mông là cứ đúng 3 tháng là là cứ cái cái vấn đề nó sẽ xảy ra và sau 3 tháng là nó bằng đó con kéo, cứ kéo giữ kiểu gì nên nó nó cũng bằng đó mình khởi nghiệp mình làm quán cà phê này rồi mình cũng làm về 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 dạy học về đào tạo xong rồi là mình có mở một cái agency nữa production house về sản xuất clip các kiểu thì cái doanh nghiệp vừa mới sập của mình là về làm tiktok đó là cũng như thế trong tầm khoảng 8 tháng đầu khi mà mình start up nó phát triển đến mức ba nhân sự rất nhanh trong một phát nó bay vèo lên một cái mình làm một cái workshop và mình làm một cái talk show mình cái talk show của workshop mình khá lớn giống như workshop đầu tiên của mình là mình mời anh huy còn hoa về làm speaker cái workshop thứ hai thì mình cũng mời anh uh, giao heo này, rồi một hiếu bò kho, rồi uh, những cái bạn khá là gọi là những cái anh lớn trong ngành nữa về để ngồi làm speaker cho mình trong những cái đó thì cái độ viral nó khá là đi là đi khá là nhanh và đơn về rất là nhiều. Nhưng mà khi mà biến tấu nó sẽ xảy ra nhá. Thực ra mình cứ bảo đấy là nó tích cóp từ một cái quá trình dài. Ok mình mình cũng sẽ thừa nhận sẽ có những cái nó như thế nhưng mà cái tốc độ sụp của nó và cái vấn đề nó dồn tới ấy, bạn tưởng tượng là những khách hàng đấy đang rất bình thường tự dưng đồng loạt Phải mà 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 cancel cái họ cancel thì đã đỡ mà họ đây là họ sẽ uh, bị khó chịu này họ sẽ dồn vào dồn dập mình trong một một, một cái thời điểm đấy và khách hàng là một vấn đề rất là nhỏ thôi kiểu có những khách hàng mà dần dần nó rụng hết à, nó ừ. gọi là không đến đến khi mà những bạn nhân sự trong công ty mình gọi là các bạn cố gắng hết sức để gọi là làm việc rồi nhưng mà không có một cái gì đâu một cái gì hết trong khi giống như thời gian đầu thì làm mọi thứ rất là ok canh kiếc xoay lên đầy đủ ngon lành đến một thời gian sau là nó sẽ gặp một vài vấn đề gì đấy nó sẽ gặp không gặp cái này thì gặp cái kia nhưng mà hồi đấy mình cũng nghĩ là do mình quản trị yếu này đúng mình cũng có khả năng quản trị không được quá cao tại vì phải tính toán dòng tiền rồi rất rất là nhiều thứ ừ. nhưng mà tại vì cộng sự của mình mình cũng không đánh giá là họ kém đâu họ cũng rất là giỏi mình có một 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 bạn kế toán trưởng là làm rất là tốt về những cái dòng tiền cũng cảnh báo cũng ấy các thứ nhưng mà nó như một gọi là nguyên tắc Ừ, nó giống như một cái sự trùng hợp Sập. cái nào nó cũng y chang ừ. như vậy hết tới nỗi mà mình không tin không được. Thật ra mình mở một quán cà phê mà ở mặt bằng rất đẹp, và người, cô chủ lấy bình thường mặt bằng đấy lần cũng ở trên buôn mê thuật mình với cái mặt bằng đẹp như vậy thì người ta cũng sẽ dao động từ từ 8 đến 10 triệu đó nhưng mà ở, uh, nó không phải là mặt bằng dưới Sài Gòn cho nên là 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 cái mặt bằng buôn mê thuật nó sẽ khác vật giá nó 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 không giống ở dưới đây nên là là có thể các bạn nghe các bạn sẽ thấy nó rẻ nhưng mà vật ở trên mình mặt bằng thuê ấy, mặt bằng đẹp mà giá 8 10 triệu là cũng là được gọi là đẹp rồi chứ không phải gọi là là to rồi đó, chứ không phải là ấy đâu nhưng mà cái mặt bằng đấy cô chủ cho mình thuê với giá 5 triệu một tháng ừ. và mình mở quán cà phê tầm đâu đấy thời điểm đầu đông nhiều người tới tự vì nhà mình đi mò được cái công thức cà phê cũng khá ok thêm một lượng khách cũ nữa mình sang quán và mình làm một phát thì covid đang bay bổng đang phiêu covid nhưng covid vẫn đỡ covid là mình Covid là tại vì cái lúc Covid đấy là chưa đến cái mức gọi là, là cấm khẩu toàn khu Nhưng mà không cho hạn chế tập trung đông vào buổi tối Thì đợt đấy thì mình có đợt Euro Thì quán mình rất là được luôn Cho đến khi là Covid mạnh, nặng Lắc đào hết, đào hết mọi thứ Là đóng ừ. Đóng phải vài, ba, gọi là cả tháng trời mà cái tầm 3 tháng, trong 3, ừ. 3 tháng xong rồi đến khi mở lại là nội bộ xào xáo này, xong cái này cái kia chuyện này chuyện kia cái cuối cùng là mình cũng ao luôn, cũng ừ. ao ra khỏi quán này cũng phèo luôn. Ừ. xong là trước đó nữa là cũng uh, mình uh, đi choi uh, vào một cái những cái công ty mình làm việc thì thời gian đầu nó sẽ rất là ok, là thời gian sau là cũng sẽ có chuyện này chuyện kia để mình ao khỏi công ty đi sớm. Trong khi là cứ mình chuẩn bị đạt được một cái mốc thành công gì đấy kinh khủng ấy Nó ok ấy, là nó sẽ sụp Nó sắp, nó tới 89 là Chưa qua 90 là nó xuống ừ, Vậy cho mình hỏi thêm á Là ngoài cái công việc ra Thì ví dụ như là tình cảm thì mình sao? À, chuyện tình cảm thì thẳng thắn luôn đấy là tỷ lệ cãi nhau gọi là siêu cao tức là lúc đầu nó cũng giống như công việc vậy lúc đầu rất là nồng à. thấm nồng cháy rồi thuận lợi sau đó là rớt đến một cái đùng nó hay lắm nó gọi là bản thân mình không phải là một người nóng tính ờ à, tại vì thực ra là mình làm việc thì mấy đứa nhân viên của mình nó bảo đấy là nó vẫn thích nghe mình chửi hơn là nghe mình nói ngọt ừ à, nhưng mà mình chửi thì không phải chửi theo kiểu là mình nóng lên mình chửi hay là mình điên có để mình chửi để phát 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 tiết mà tính của mình rất là vui và mình hay nhây nữa nhưng mà khi mà yêu thời gian đầu là cảm xúc mọi thứ nó là bình thường khi thời gian sau kiểu mình không phải là hết yêu hay là mình gì cả ờ, nhưng mà khi mà đứng ở trong một mối quan hệ nghiêm túc ấy, thì nếu như mà không phải là mình thì là đối phương sẽ tự dưng nổi điên vì những cái thứ rất là nhỏ nhưng mà cả hai bên chả có ai liên quan đến cái vấn đề là là, là ngoại tình cả bên mình cũng không bên kia cũng không nói chung là vì những cái việc nhỏ mà cãi vã và nó cũng lặp lại như vậy trong nhiều mối tình đúng rồi hồi đại học là nghiêm trọng nhất là tại vì uh, cái thời điểm đấy thì cái 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 cảm xúc của mình dành cho một người con gái không có ai quá được 3 tháng đâu nó đến đấy tự dưng có nghĩa là mình còn trước gọi là chưa có vấn đề gì trước có gọi là có nhu cầu tiếp xúc với một người bạn gái nào mới thà gọi là có một cái gì để nó trôi vào mắt là không lại làm cũng mốc 3 tháng Ờ, uh, là cứ tầm 3 tháng là mình người ta bảo là mình ừ. thay gọi là ngày xưa anh em hay trêu là mẹ thằng phát boy này mày thay bồ như thay áo nhưng mà hồi đấy đúng là cứ tầm khoảng 3 tháng 4 tháng là mình lại bắt đầu chán mình không còn cảm xúc gì nữa mà trong khi đấy là cũng không có bất kỳ cái gì liên quan đến việc hay là mình không không có nhu cầu nghiêm túc tại vì người yêu cũ của mình gặp mẹ mình và ba mình rất nhiều chứ không phải là một người hay hai người mà ví dụ như mà nếu mà không nghiêm túc dắt về gặp bố mẹ làm gì đúng không không lẽ làm kiểng tự dưng đi dắt về để thể hiện sự nghiêm túc để làm phát bòi đâu có thì mình rất là nghiêm túc trong mối quan hệ thì uh, tự nhiên đùng cái là như thế ừ. à, đó là cứ đến cái đoạn đấy là không uh, bên này chán thì bên kia chán mà chả có ai ngoại tình liên quan nó đang rất là bình thường ừ, rồi uh, trong cái thời gian 8 năm uh, có cái chuyện gì đó nó kinh khủng xảy ra ví dụ như là nó nằm mơ chẳng hạn tại vì thường là vong theo thì nó cũng sẽ trong giấc mơ của bạn nó sẽ nó sẽ nói một cái gì đó muốn nói với bạn hay là ví dụ như là bạn nói là Ờ, uh, có cái mối hận thù ngàn kiếp đi thì nó cũng ít ra cũng trong mơ nó cũng sẽ nói là uh, <laughs> tại sao kiếp trước làm gì với tôi à cái này thì nó lại khác nha cái trường hợp của mình nó không đến mức mà 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 bị mơ thấy những cái 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 gì đến nó ghê rợn hay là cái gì đâu tại vì nếu như mà gọi là trả nghiệp bằng tại vì thế này nhá nếu mà chỉ trả nghiệp qua giấc mơ á, thì theo kiểu như thầy nói là nó là quá nhẹ với mình cái tâm lý của vong đấy là mày phải sống không ra sống chết không ra chết Có nghĩa là đến khi mà tại vì cái tinh thần của mình rất cao đi coi một vài thầy cũng nói là mình có căn thì về 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 mặt tinh thần và về cái lối cái cái, cái 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 bản năng cái bản ngã của mình nó rất là mạnh thì sẽ không có chui vào mấy cái giấc mơ của mình để phá thì sẽ phá ở ngoài thôi và họ họ phá mà họ sẽ phá rồi đến khi nào mà mình chọn cái phương án mà mình phải gọi là từ bỏ từ bỏ và gọi là, gọi là gọi là bẻ gãy được tâm lý của mình trước đã tại vì những cái lần trước mình thất bại á mình có gãy tâm lý đâu mình thất bại mình vẫn làm lại có nghĩa là tâm lý của mình khi nào mà đang còn khỏe á khi nào mà tâm lý của bạn đang còn khỏe bạn sẽ rất là khó để bị 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 block cái đó ra để mà phá. Còn đây là tâm lý của mình nó chưa đến cái hồi đấy. Cái lần vừa rồi là mình bể nợ mà nó lên đến gần 2 tỷ. Wow. Là lúc đấy là cái tháng cái tháng Cái lịch tháng duy nhất và cái tháng mà cái tháng mà sau khi mà bể ấy, là mình gọi là được gọi là người không là người mà mang mà má ở chỗ đó, đó Bể mà bể nợ con số gần đến 2 tỷ thì bạn cứ tưởng tượng đấy là cái tâm lý của mình nó bị kinh khủng đến cỡ nào và mình ngủ mà ngủ không gọi là không 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 nổi luôn trong đầu của mình lúc nào nó cũng sẽ suy nghĩ nó suy nghĩ rất là nhiều nó suy nghĩ nó căng cực là nó thường suy nghĩ hướng đến việc đi tự tử đi à, và tự tử đi là kiểu như là mình có cái có cái suy nghĩ đó luôn đúng rồi là, là mày tặc đi đừng có sống nữa tại vì bây giờ nợ lớn quá không có cách nào để trả đâu hay là gì gì đấy sau đó một là cái thúc đẩy nào khiến bạn mới đi coi thầy và bạn tin vào điều đó tại vì lúc đầu bạn nói là bạn không tin những cái này và ừ. có cái, thì chắc chắn là sẽ có một cái gì đó thúc đẩy là bạn bè hay là ba mẹ khi mà bạn tâm sự với họ hay là sao? À, vợ mình hiện tại. Ừ. là lúc đấy là tụi mình đang đang chia tay á, à, mình với lại vợ mình hiện tại cũng trải qua vài lần chia tay cơ, nó cũng có nhiều vấn đề phát sinh cũng cũng cũng. Ủa vậy tính ra thì mình cũng mình cũng có một cái gia đình bình thường rồi chứ đâu bị, phải là bị. Từ khi mình giải quyết cái việc đó nha, cho tới bây giờ là chắc cũng được uh, 4 tháng rưỡi 5 tháng, tụi mình không còn gặp những cái trường hợp như trước nữa. Những trường hợp như trước bạn cũng nghĩ đây là tụi mình gọi là rất vô lý trong cái việc mà Cảm sừng cồ với nhau? á à kiểu bây giờ tụi mình nghĩ là tụi mình cũng thấy là ờ uh, tại sao mình lại tự khi mà giải quyết nó xong á bạn sẽ nghĩ đấy là nếu như bạn gặp mình thời điểm trước khi giải quyết cái việc đấy bạn sẽ thấy là một hình ảnh của mình hoàn toàn khác uh -huh. bạn có nghĩ đấy là mình ngủ một giấc dậy và mình trở thành con người như hiện tại luôn chứ mình còn chưa có cái nhu cầu thay đổi cơ à nghĩa là mình còn chưa nghĩ là ờ uh, mình phải cố lên mình phải abc này nọ đâu không khi mà mình nói chuyện xong khi mà mình gọi là kiểu được giải quyết cái việc về tâm linh thì trong cái thời gian mà chờ đến khi giải quyết ấy thì nó cũng có rất là nhiều vấn đề nó diễn ra kiểu người ta tại vì cái cách giải quyết của thầy mình 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 cảm thấy hay đấy là thầy không phải làm những cái gì đấy nó nó khủng khiếp đâu. Thầy chỉ khuyên, thầy nói với mình là trước khi thầy làm lễ thầy cũng thì mình sẽ phải dành cái thời gian là tuần hai tuần mình hàng đêm mình trước khi mình ngủ hoặc là khi nào mình rảnh mình sẽ phải khuyên nhủ cái người đang theo mình mình sẽ phải tự nói với cái người đấy bằng tâm thức bằng bật ra bằng mồm cũng được xạo cũng được và mình sẽ phải nói là những cái duyên nghiệp mình phải nói bằng cái tâm thầy bảo rồi đấy là em phải tin là em phải nói bằng cái tâm thì mới tính tiếp còn khi nào mà chưa giải quyết được cái uất hận đấy của người ta thì mình thì làm lễ rồi rồi, rồi 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 kiểu nhốt họ giam họ lại là cái nghiệp rất là lớn nên là thầy không làm điều đấy thầy bảo là em cứ nói trước với họ cứ nói như vậy trong vòng 2 tuần và phải thật là chân thành Cái bạn ngồi nói chuyện mình nhiều mình rồi. phải ngồi nói chuyện mình luôn đấy mình hai trong gọi là trong mấy tuần trời đấy là đêm nào trước khi ngủ mình cũng cứ ngồi mình cứ nói một mình vậy thôi mình nói trong phòng của mình mà mình ở nhà mình mà mình có có có, có ở bãi đâu tại vì thời thời điểm đấy là, là 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 vẫn đang còn ở riêng chưa có chưa có về chung nhà với nhau nên ừ. là mình cũng đang nằm ngủ và mình mình vẫn đang tự nói chuyện một mình mình cứ nói như vậy trong liên tiếp từng đấy mình xin như thế nào mình xin cái câu xin của mình đấy lần đầu tiên đấy lần tất cả những cái nghiệt duyên hoặc là những cái gì mà mình đã tạo nghiệp trước đây trong tiền kiếp thì mình không thể nhớ được vậy nên uh, mình uh, chắc chắn là khi mà mình đã gây nên nghề duyên nó 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 khủng khiếp lắm thì thì bạn mới theo mình thì cô mới theo tôi cho đến thời điểm hiện tại và tôi nghĩ là mặc dù tôi có không nhớ những cái gì mà tôi đã gây ra thì tôi đã phải gánh chịu hậu quả trong cái thời gian vừa qua hoặc là có thể trong cả vài kiếp trước đó rồi thì mong rằng đấy là ở thời điểm hiện tại thì tôi cũng mong rằng cô không nên theo tôi nữa. Đầu tiên là âm dương cách trở. Thứ hai đấy là người âm đi theo người dương tại vì cô đi theo tôi hoài cô cũng sẽ không đầu thai được. Và đây nó là gọi là phạm ý trời, nó không đúng với lại quy luật của trời đất. Vậy nên đấy là tôi từ xuất phát từ đáy lòng thì tôi xin lỗi. Tôi xin lỗi từ những cái tội lỗi mà tôi đã gây ra cho cô từ đời đời kiếp kiếp trước thì cũng mong rằng cô hãy uh, buông tha cho tôi và uh, đi đầu thai hoặc là đi tu hành để sớm có cái ngày là sẽ không có còn bị lưu luyến cái tình gian này nữa và cứ nói như vậy nói cái nội dung đại à, đại 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 khái là như thế trong vòng khoảng 2 tuần 3 tuần gì đấy cũng gần đâu đấy cũng gần tháng ấy. thì không cúng bái không 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 trong thời gian đấy không cúng gì hết có ai trong thời gian đấy thầy thì bảo với mình là phải nói như vậy rồi cứ tới gặp thầy thầy bảo chưa người ta vẫn còn khó chịu lắm nên là cứ phải nói đến cái xuất phát từ tâm đến nói đến khi nào mà người ta cảm nhận được cái tâm của mình là cái tâm hối lỗi thì 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 thầy mới bắt đầu làm lễ cúng thì khi mà bắt đầu làm lễ cúng á đến khi mà mình ra mình hóa là bạn cứ tưởng tượng này đang khỏe như một con trâu lạ luôn. Lạ nó bạn cứ có cái cảm giác là người bạn đang nặng lắm á, xong rồi tự dưng là kiểu là 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 bạn đang phải gồng cái người lên á để bạn gánh một cái gì đấy vô hình đi ha, hoặc là bạn đang gánh một cái tạ đi. Mà bạn vẫn đang khỏe thế bạn cầm cái tạ mà. khoan cho mình hỏi nha, tức là trước khi làm cái lễ đó là bạn bình thường. Trước khi làm lễ đấy là đang rất là bình thường. Làm xong cái lễ đấy mà nó lạ người nhưng mà không phải là lạ thế kiểu là bạn mệt đâu nha lạ theo kiểu được giải thoát khỏi một cái gì đấy. Mình lạ người nhưng mà mình cảm thấy đầu óc tinh thần Kể mọi đồng. thứ nó rất là sảng khoái sau khi mà mình đi đi đốt, đi hóa, đi, đi 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 hóa vàng. Thì cái thời điểm đấy là cái thời điểm mà đến gọi là mình mình đang kiểu đang ngủ rất là gọi là có những hôm thì mình ngủ chập chờn, có những hôm thì bạn cứ nghĩ là mình ngủ mà mình ngủ mình ngủ rất là sâu những cái giấc ngủ sâu thì các bạn cứ nghĩ là gọi là hay khoa học thì tốt đúng không nhưng mà cái ngủ sâu của mình rất là mệt mình dậy mà người mình đuối luôn đấy mình không mơ mộng gì cả nhưng mà người dậy mà uh, người mình cứ đơ mà nó như người ra mà như về cả tinh thần như về cả thể xác xong khi mà mình hóa xong cái đấy xong khi mà thầy làm lễ xong á bạn cứ tưởng tượng đấy là đêm hôm đấy mình về mình ngủ một giấc rất ngon sáng hôm sau dậy mình cảm thấy gọi là tỉnh táo mình khỏe khoắn và lời nói này hành động cử chỉ cái cách giao tiếp của mình nó khác hoàn toàn với ngày hôm qua như một con người khác như một con người khác như một con người khác và các công việc các thứ của mình nó đến với mình một cách nó lại nhẹ nhàng hơn nó 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 không còn những cái kiểu như những cái cái cũ nên và những cái con người mình gặp á thì nó lại khác luôn nó rất là khác so với những gì mà diễn ra trước đó để mình nói là mình không gặp những cái tầng lớp trí thức thì nó cũng không chính xác nhưng khách hàng trước đấy của mình hầu hết đấy là những con buôn những cái người mà người buôn là chính thì họ sẽ có cách nói chuyện và cái cách giao tiếp của cái giới của họ còn khi mà mình xong rồi thì mình lại gặp những cái cái giới hoàn toàn khác họ là giới tri thức họ có những người mà họ kiểu theo dõi mình khoảng hai ba năm nay rồi thì đến bây giờ thì họ lại bắt đầu tiếp xúc với bắt mình bắt đầu làm việc với mình ừ. và bây giờ đang là khách hàng của mình luôn đó bây giờ là khách hàng của mình là à, kiến trúc sư à, rồi là à, cái gì cô vấn tài chính cô vấn kinh tế nói ừ, chung hàng. là cái tự, những cái, khách hàng những cái khách hàng khác hay ừ. rồi những cái con người khác Đúng rồi không? những cái Đúng cuộc không? sống gái như một cuộc sống khác luôn và chủ nợ đang ở cái thời điểm mà dí mình như kiểu rất là bạo lực nha bạo lực về lời nói nha những cái người khách mà gọi là mình đang còn nợ tiền và mình cần phải hoàn tiền họ họ dí mình theo một kiểu rất là khủng hoảng tinh thần luôn bây giờ như thế nào thì bây giờ họ lại nhẹ nhàng hơn họ không còn kiểu ba 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 họ sẽ nói chuyện với mình họ nói rất là nhẹ nhàng họ rất là ok thì mình họ cũng cảm nhận được cái sự thay đổi của mình hoặc là do cái việc mà vì tất cả mọi thứ của mình nó nó nó, nó được đổ trong cùng một cái khung ngày đó thì mọi thứ nó đến với mình nó rất là nhẹ nhàng ừ. và kiểu trước đây khi mà lúc mà người ta gọi điện đòi nợ ấy, là mình rất là căng thẳng ừ cũng ừ. có thể mình nghĩ là cũng có thể là do cái lúc đó cái tâm trạng của bạn á cái là khi mà cái lúc mà bạn còn cái uh, cái vong đó bên cạnh đó, ừ. thì có thể là cái lúc đó là cái tâm trạng của bạn nó khác rồi. thì cái bạn cái cách bạn nhìn nhận vấn đề nó cũng khác như là tự nhiên cái lúc đó mình cảm thấy tất cả các mọi lời nói tất cả các uh, cái gì á nó cũng rất là nặng nề với mình không nhưng mà thực tế bây giờ đọc lại những cái câu đấy vẫn nặng nề thật à, tại vì đọc hả? tin nhắn là không nó nặng thật đấy có nghĩa là có à. nghĩa là tao không cho mày cơ hội đâu vậy là cái vòng nó cũng rất là mạnh nó có thể đi khống chế được uh, những kiểu, cái kiểu người như thế. Thôi. những ai mà tin đấy thì, 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 thì họ sẽ tin còn nếu mà những ai mà không tin á thì họ nghe cái câu chuyện này, thì họ cũng sẽ nghĩ theo thiên hướng rất là kiểu 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 bình thường nhưng mà bản thân mình á khi mà mình tại vì mình là một người từ không tin đến tin ấy, nên là ừ. là mình rất khó có cái lần để giải thích cho cho những ai mà họ không có nhu cầu tin về tâm linh bản thân mình trải qua từ nhưng mình nghĩ lại là tại sao lúc đấy tôi lại nói câu đấy trong khi tôi biết tôi không nên nói câu đấy ừ. có nghĩa là không phải một lần mà rất nhiều lần bây giờ bảo là bạn mình họp những cái cuộc họp hai ba tiếng mình nói mình đi training mình đi đào tạo mình nói ba tiếng mình không thấy mệt nhưng mà cứ những cái cái gì đấy mà nó quan trọng nó nó là quyết định sự sống còn của doanh nghiệp hoặc là nó quyết định việc doanh nghiệp có bùng nổ hay là là không bùng nổ nó chỉ nằm ở cái cuộc họp đấy thôi mà đấy là một cái cuộc họp mà trước khi mình họp mình cũng đã nghĩ được trong đầu là uh, mình sẽ phải họp như thế nào mình lấy làm sao mọi thứ nó rất là bình thường đến khi đến khi họp ấy là mình lại tự nhiên mình lại bùng đầu mình kêu má sao nó lại như thế này nhỉ trong khi đấy hồi tối qua mình nghĩ đến vấn đề đấy xong rồi mà đến lúc đấy là mình ờ cái tự nhiên à, mình quên hay à, là bị gì đó ờ, à, sao nó lại như à, thế, à. thế ta tại sao bây giờ giải quyết cái này như thế nào ừ. đến khi họp xong rồi mình kêu là ủa tại sao mà mình lại như thế ta nó cần phải giải quyết như thế này chứ nhưng mà đến khi quyết định mà triển khai khoảng một vài hôm rồi là 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 mới bắt đầu có cái suy nghĩ đấy rồi thì thôi chứ nó đã quá muộn trong khi đấy là mình đã nghĩ là nghĩ về việc đấy trước đấy rồi ừ và trên thực tế là khi mình làm công ty mình làm start up các thứ thì mình có, có rất là nhiều các mối quan hệ để tư vấn nhưng bạn nghĩ là người ta tư vấn xong về là tự nhiên mình quên hết bà luôn ừ. mình không nhớ gì hết trong khi là lúc đấy mình tự nói là à tôi nên làm như vậy đúng rồi phải làm như thế mẹ về quên luôn mà đến khi mà nó xong rồi mình triển khai cái dự án ngu rồi thì mình mới nhớ lại cái lời đấy trong khi là vừa mới nói chuyện hôm qua xong rồi đắng đó. mình đắng nó làm sao vậy ờ mà thà là bây giờ mình bảo là mình đảng trí là cái gì đấy nhưng mà trên thực tế là mình khả năng sắp xếp công việc của mình rất tốt đương cự là tới điểm hiện tại luôn thời điểm hiện tại của mình đấy là mình đang làm rất nhiều đầu chóp nhưng mà mình vẫn xử lý tất cả các đầu chóp đến một cách rất là trơn tru còn thời điểm trước ấy, thì cái chóp hồi đó mình làm công ty nhưng mà nhiều cái khối lượng chóp ngày đấy nó còn không bằng bây giờ chắc là không bằng được một nửa bây giờ nữa cơ ừ. À mà bây giờ thì khác bây giờ mình với hai nhân sự ngày xưa mình ba chục nhân sự. Ờ. Ừ. Ừ. Cho mình hỏi theo hồi nãy bạn có chia sẻ là có hai vong lận. Bạn nói ừ. kể có một vòng. Đúng rồi. Còn vong của đứa con ấy ừ. thì thực ra là mình không có rõ ràng lắm là đứa con này là mẹ của nó là ai. Chắc chắn luôn. Mình không rõ ràng lắm. Ừ. Mình chỉ đoán là, gọi là lờ mờ là người đó thôi à có thấy người đó cũng không có nói cho bạn biết thì hay mình... là có ai đó có một cái ám chỉ gì đó cho bạn biết là ờ uh, mình có thai với nhau rồi à... nhưng mà nó không giữ được hay sao cái thầy coi cho mình thì mình nói luôn là cái người đấy ừ. nhưng khi mình hỏi bạn đấy thì bạn ấy lại kêu là không có nhưng mà với cái tâm lý của bạn đấy cái thời điểm đấy thì mình nghĩ là bạn ấy nhưng mà vì 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 bạn ấy không muốn có con ừ, ừ. cho nên là có thể bạn ấy đã uống thuốc ý. hoặc là ừ. sao đấy ừ và nó 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 có thể như vậy nhưng mà vì đoán mò nên là cũng không không chắc được.ủa gì tính ra là bạn bị uh, kiểu như là bạn bị uh, gọi là bị vu uh, gọi là sao ta uh, uh, tính ra là bạn bị kiểu vô tội. tại vì nếu mà bạn nữ đó uống thuốc hay là bạn nữ đó tự ý ừ. thì cái vong đó đấy phải theo bạn nữ đó.thật ra là cái vong đấy nó không theo mình để nó phá mà vong cái cái vong đứa con của mình là con trai thì nó theo mình nó chỉ để một mục đích thôi nó cần được mình công nhận sự tồn tại của nó nó mong muốn được quy 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 quy, quy, quy tổ nó mong muốn được có một cái nơi để nó trở về chứ nó không đến mức là phá nhưng mà nó sẽ làm những hành động để mình phải nhận ra sự tồn tại của nó ví dụ uhm, ví dụ giống như là có những cái đến với mình nó rất là nhẹ kiểu bị ngã trên đường các thứ thôi bạn bạn cứ nghĩ là mình chạy xe trên đường này mẹ tự nhiên cái lúc mình đi mình không thấy cái hố đấy lúc mình về là mình bị té ở cái hố đấy nhưng mà đường là đường quốc lộ nha bạn biết là đường quốc lộ thì cái xe cái tỷ trọng mà xe chạy qua chạy lại nó đông đến cỡ nào nhưng mà khi mà mình té là xung quanh không có xe nào cái đường đấy là cái đường mà xe tải đi rất nhiều là mình hay bị những cái là bác cái gì bị hù, bị hù đó ừ. và nhiều khi mà đang đi đang đi ở trên cái ngã ba ngã tư cái phanh xe đang mình thường đạp một cái mà cái đường đấy lại là đường đường nhựa bình thường mà mà lốp thì mới thay nó trượt nó té được luôn à, thì khi mà mình, mình 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 nhận cái đứa con đấy và mình đặt mình làm cái lễ đặt tên và à mình làm một cái lễ đặt tên và làm một cái lễ mà mà mời cái bạn nữ kia đi ấy là trong vòng một ngày thì là mình làm lễ là tên xong rồi mình về ở nhà mình cũng làm một cái lễ để gửi nó lên cái bàn thờ của ông nội của mình tại vì mình chưa có nhà riêng để mình sắp xếp cho nó một cái bát hương hỏa lên để mình chăm sóc thì mình gửi lên cái bàn thờ đó và đến khi mà mình đưa nó về rồi thì thầy cũng bảo luôn là nó sẽ phù hộ để mình nó sẽ độ để mình làm ăn tốt và tại vì nhà nhà mình bàn thờ ông nội là cạnh bàn thờ Phật và mẹ mình là theo đạo Phật đó và cái chuyện mà nó nó ba trăm nó một trăm tám mươi độ nhất là chuyện với mẹ của mình bạn cứ biết đấy là mình và mẹ mình trong vòng mười mấy năm trời chỉ cần nói đến câu thứ tư thôi là cọc là khắc cãi khắc khẩu nó mình cũng không hiểu tại sao mà mình với mẹ mình có thể khắc khẩu đến điên cuồng như vậy bạn cứ nghĩ đấy là ở xa thì nhớ mẹ nhưng mà đến khi về nhà mà ở nhà với bà được tầm khoảng 5 tiếng rồi là không chịu nổi là phải cãi nhau thậm chí gọi điện nói chuyện thôi cũng cãi nhau cãi mà kiểu gọi là cãi rất là căng vì đầu tiên đấy là mẹ mình không phải là còn thuộc thế hệ trẻ trẻ như này nữa mẹ mình cũng lớn mà mẹ mình xem sáu sáu thì đến khi mà ở thời điểm mà khi mà cái câu chuyện nó được giải quyết xong ấy thì bạn biết cho tới tận thời điểm hiện tại là mình và mẹ mình không có một cuộc cãi vã nào luôn nói chuyện với nhau tại vì hồi đó là mình hiểu được nha bạn cứ hiểu thế này này cái lúc mà sau khi câu chuyện cãi nhau rồi thì mình cũng ngồi mình nghĩ là thực ra có cái mẹ đâu mà cãi không có cái gì phải cãi cả tại vì bà là tư tưởng của bà đã như vậy mình đã hiểu rồi khi mình đã hiểu rồi thì đương nhiên mình sẽ có một cái giải pháp để ứng phó nó rồi vì bản thân mình cũng là người hoạt ngôn nhưng tại sao mình không thể giữ bình tĩnh được với bà ấy trong khi mình giữ bình tĩnh được với rất là nhiều người ừ. không không được gọi là hai mẹ con gọi là đối đối nghịch nhau hoàn toàn mẹ cứ nói mình ngứa tay là mình phải cãi mình cãi đến khi nào mà, mà 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 bà phải khóc thì thôi ừ, là cũng căng lắm đó à, là là cứ mỗi lần nói chuyện là 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 về là cứ cái này hết nói cái kia hết nói mà mà mình cứ thở ra một câu là, là thế nào chuyện nó cũng từ bé nó sẽ ra to từ to nó sẽ ra to nữa <laughs> nhưng mà đến bây giờ thì bạn nghĩ là mà, mà mà mình rất là ít nói chuyện với mẹ luôn trong một năm bạn nghĩ là mẹ mình gọi điện cho mình á là 10 cuộc hết chín cuộc mình không bắt máy đến cuộc thứ 10 mình bắt máy là mình nói mình là câu chuyện cãi nhau nó lại tiếp tục diễn ra nên là kiểu mình cũng kiểu không <laughs> xa lánh à. ừ, xa lánh luôn và đến năm gọi là cái tết năm quần què nào cũng thế về là bà làm mẹ mình sẽ gọi là Ẩm mỹ từ khoảng phải từ khi mình về cho đến tận gọi là qua Tết luôn, nó cứ sẽ cứ như vậy. Kiểu vô lý không? Ờ, nó vô lý á, nó không có có lý luôn á, nó rất là nhiều cái tự diễn ừ. kiểu bà cái tự lôi đồ, lôi việc ra bà làm nó bà cằn nhằn, băm mằn mò các kiểu. Nhưng mà ở thời điểm hiện tại nha là bất kỳ cái gì mẹ mình nói ra thì mọi sự đều được giải quyết trong khoảng hai ba giây gì đấy là là mẹ con có nó thể nói chuyện với nhau rất dài bây giờ ờ có nghĩa là mấy tháng đổ lại đây rồi từ khi mà xử lý xong đó hai mẹ con nói chuyện với nhau rất là kiểu ok kiểu um, mình không có thời gian nói chuyện với mẹ nhiều thì mình có livestream tiktok mà mình có bán hàng mà mình có làm mà, nội dung mà thì mẹ mình sẽ lên trên đấy Và mẹ con trao đổi với nhau nhiều hơn Từ cái cảm giác mình không muốn bắt máy của mẹ Thì bây giờ thậm chí mình còn chủ động mình gọi điện cho mẹ Mình trân nữa. trọng người mẹ này nhiều hơn xưa à, Và mình hối hận những gì mà mình đã làm Đúng rồi đừng có nói với tôi cái câu là bà cứu là Kiểu cứu tôi tại vì cái khoản nợ này Là 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 Là, là tôi phải tự giải quyết Trước đấy tôi đã gọi là báo về Mấy lần rồi Một lần hai lần rồi Thì bà giải quyết và đến thời điểm hiện tại ấy, Thì mà không giải quyết mà bà chị động viên về 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 tinh thần và đôi khi là cái thời điểm đấy bà còn làm cho câu chuyện nó gối hơn thêm một xíu nữa cơ nhưng mà qua cái đấy nhá tự nhiên kiểu mẹ tôi vẫn như thế cũng chả có gì thay đổi lắm đâu uh, nhưng mà tôi thì lại khác cái 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 kiểu tương nghiệp ờ tất cả không cái kiểu là ừ uh, khi mà mẹ tôi nói là cái câu đấy thì tôi sẽ có một cái câu gì đấy nói cho bà vui luôn À, và khi mà về nhà các thứ vân vân là mọi thứ nó trơn tuột hết mọi cái nó rất là bình thường Và tết này mẹ tôi không còn bị giống như mọi năm đấy là cứ giao thừa là mẹ tôi sẽ đau cứ cái lúc mà trước giao thừa khoảng mấy tiếng là mẹ tôi sẽ bị đau nằm nào cũng thế nhưng mà năm nay không năm nay khỏe re năm, năm nay kiểu, kiểu gọi là không phải vô giường nằm bình thường là phải vào giường nằm trong khi đến năm nay là bà bị đau lưng nha bà bị đau cuộc sống á mà không phải vào giường nằm trong khi mọi năm thì không bị nhưng mà bà lại chui vào giường và phải nằm mấy tiếng nhưng mà bà mới dậy thì bên năm nay thì không năm vừa rồi thì không ở à, Tết cái Tết cái Tết năm nay năm 2023 qua 2024 thì không thế nên là mà nó thà mà nó kiểu ấy mà nó thay đổi từ từ tất cả mọi cái nó đang loạn như một con nguyên nó về đúng vị trí nó cần phải có tôi là một người háo thắng trước đấy, á nhưng mà oanh một cái kiểu là ở uh, đấy là cái suy nghĩ của họ mình phải tôn trọng ở thời điểm đấy vì người ta hạnh phúc với cái đó tự nhiên mình nói cái ý sao tự nhiên người ta nghĩ suy nghĩ người ta buồn ừ. người ta các thứ rồi thì sao tại sao mình phải làm như thế tại sao mà phải cứ đôi Chắc con đẹp. đúng rồi tại ừ. phải đôi con để làm gì tại vì đấy là cái suy nghĩ của họ đấy là cái quyết định của họ và đấy là lựa chọn của họ tự nhiên cứ cố mà ngồi cãi kể cả cái ý cãi của bà có là ý tốt thì đối với người ta đó là một ý tệ tại vì nó đang xúc phạm đến cái nhân sinh quan của họ họ sẽ buồn thế nên là hồi đó có nghĩ thế đâu tất cả các bạn đang nghe các bạn sẽ hiểu đấy là đúng mình sau một lần tất cả mọi cái 180 độ nó thay đổi hoàn toàn và như những cái của tôi như là tất mọi người mà chơi với tôi quen với tôi đều nói là họ không nghĩ là tôi vượt qua cái biến cố đến nhanh đến những mức như vậy Ờ và tôi cũng bất ngờ về mình mà. Ừ. Ừ. nói chung là nãy giờ thì nếu mà các bạn nghe chương trình á mà có cảm giác như mình có đồng cảm với lại bạn ví dụ như là họ cũng cảm giác như là à, họ có thể là họ đang nghe và họ đang suy ngẫm lại cái uh, công việc hay là tình trường gì của mình họ cảm giác như là hơi giống giống mà nãy giờ bạn kể thì mình nghĩ là chắc cũng không ít bạn đang lo sợ hồi hộp cái vấn đề mà liệu bản thân mình có đang bị vong theo hay không. Uh. Ừ. Thì uh, nói chung thì mình cũng không có cổ suý các bạn về cái vấn đề là nếu các bạn cảm thấy như vậy thì các bạn hãy đi xem thầy không mình không có cái ý đó nhưng mà uh, đây là chỉ là một cái trường hợp riêng cá nhân của bạn Đức Anh thôi còn yeah. nếu mà các bạn cảm thấy mình cũng đang bị À, rơi vào những cái tình trạng này bởi vì mình cá nhân mình cũng đã từng rơi vào những cái tình trạng bế tắc ừ nhưng mà nếu mà bạn các bạn cảm thấy là không có quá sức mà mình có thể chịu đựng ừ. mình vẫn còn giải quyết được mình vẫn có đường để đi mình vẫn còn có một cái tích cực một cái điểm lé sáng ở cuối đường hầm chứ không phải là xe lửa tới nữa đúng, 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 đúng. thì uh, mình nên tìm kiếm phương pháp giải quyết làm cho mình nhẹ lòng hơn còn ừ. chừng nào mà bạn cảm giác như là mình như bạn Đức Anh luôn là cảm giác như là mình phải tứ phương phải mình phải đi vái tứ phương mình không còn một cái điểm tựa nào ngoài cái việc là mình nghi ngờ mình bị vong theo Đúng rồi. thì lúc đó mình hãy tìm cách giải quyết theo một cái hướng tâm linh ừ. à, nói chung là mình không có cổ suý các bạn là hỏi chút xíu đi xem thầy hỏi chút xíu đi xem thầy tại vì thật sự là nó cũng không có khoa học lắm ừ. Ừ, nhưng mà nếu mà các bạn cảm giác như là mình có là như nãy Đức Anh nó nói là cái duyên ừ. tự nhiên tới lúc đó mình tỉnh ngộ là hình như là như vậy đó thì là mình thì là lúc đó thì mình hãy lựa chọn cái con đường là tin tưởng vào tâm linh đúng rồi thật ra đấy là mình không có cổ xí nhưng mà tại vì những cái sharing ở trên đây thì thời lượng nó sẽ có hạn và có một vài cái mình thấy là public ra nó sẽ rất là hơi bị quá cổ xí mà tại vì mình trải qua mà nó có mấy cái khó tin ấy Thế nên là mình nghĩ là những bạn nào mà nó nặng hơn cái vừa rồi thì mình nghĩ là thật ra mình nghĩ các bạn nên suy nghĩ trong đầu là mình đang đi tìm một cái giải pháp khi mà có một, gọi là khi mà các bạn không có một cái gì để bám phiếu vào nữa thì chỉ có tâm linh, gọi là mặt tâm linh để bám thôi đó chứ còn không 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 có cái gì để mà bám vào cả thì các bạn cũng có thể coi nó là một giải pháp nhưng mình chỉ có lưu ý thôi là nếu như mà tới đến bạn có cảm thấy những người đấy tư vấn cho các bạn cái gì nó trông nó hơi 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 ác ác một xíu. Những người thầy nào đấy tư vấn cho các bạn làm cái làm cái kia là để vong đi hay là gì đó thì cẩn thận cũng, cũng nên cẩn thận mình mình nghĩ là không nên không ừ. nên làm những cái điều đấy vì đôi khi là các bạn còn tạo nghiệp còn căng hơn cả cái hiện tại. Nói nào. chung là mình cũng phải tỉnh táo và mình cũng phải suy nghĩ. Đúng đúng rồi chính xác, nên chọn những cái nơi mà gọi là có một cái uy tín một tí và có nghĩa là cái này nó là duyên của bạn ấy. khi các bạn gặp được những người thầy mà người ta có tâm á họ xuất phát điểm của họ họ làm vì 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 chữ tâm nhiều hơn là cái chữ tài nhé thì mình nghĩ là là tới thời điểm các bạn cần phải gặp thì các bạn sẽ cần phải gặp và lúc đó là bạn trốn bạn cũng sẽ vô tình bạn gặp nhiều khi bạn không muốn đi thầy nhưng đến khi bạn đi ra uống cà phê với bạn của bạn thì cái người thầy đấy lại đang ngồi ngay chỗ đó để mà mà giải quyết cho bạn ngay khúc đấy luôn nói là duyên thôi ừ, duyên thôi chứ bây giờ mà bạn chủ động nhiều khi bạn tìm không ra nhưng bạn chỉ cần có mong muốn tìm những người mà giải quyết cái việc đấy cho bạn thì đôi khi là tình hình ra cái là có luôn à tại vì cái lúc đấy là mình chỉ ngồi, ngồi mong muốn đấy là mình rất mong đấy là mình sẽ được thoát ra khỏi cái cái mà bấy lâu nay mà 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 mình đang gặp phải mình đang cần một cái sự giải thoát cho mình về cái việc đấy chứ mình mình cung đương mà gọi là tư cung đường đấy. đến bây giờ các bạn hỏi mình là ổn 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 về mấy cái mình nói không bây giờ mình còn nợ nhưng mà nhưng đầu óc thì nó cũng, đầu cũng óc thoải, thoải, thoải mái nhiên. thứ hai là những cái vấn đề đó nó không còn là áp lực nữa bởi vì ừ. mình đã tìm ra được cái phương hướng giải quyết và những cái cái sự kiện mà nó nó đột xuất và nó bất ngờ nó không xảy ra với mình nữa và mình đang rất là gọi là feeling good cho cái cái cuộc sống hiện tại nên là đấy cũng là một cái lời khuyên chân thành đấy là bạn ừ. không có đi tìm thầy mà thầy có duyên là sẽ tự gặp bạn. Ừ, bây giờ hỏi thêm một cái câu hỏi cuối cùng nữa thôi để à, để cho các bạn khán giả có thể à, gọi là dễ nắm hơn cũng là một cái điểm quan trọng ừ. coi thầy tốt nhiêu tiền. Không tốt đồng nào hết. Wow. Mình à, đi tới đấy mình còn ăn cơm nhà thầy cơ mình nấu thầy ăn luôn nha, xong rồi là chỉ có khi mà mình làm à, Không tốn một đồng nào hết. Không, vô ngồi coi thầy giải quyết, thầy nói và thầy đưa ra lời khuyên là không tốn một đồng nào hết mình đi tới đây. Mình nói thật với các bạn là không thầy cái 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 người thầy đấy trông rất là giản dị, trông rất là bình thường và tới một cái là biết mình có chuyện rồi nhưng mà vẫn rất là bình tĩnh để chăm xem quan sát xem như thế nào và không có lấy một đồng tiền cắt bạc nào hết chỉ khi mà mình quá là may mắn luôn. đúng rồi thì khi mà mình làm lễ làm cái lễ đấy kể cả cả cái lễ để mình cúng ấy là mình là thầy cũng yêu cầu mình tự mua lễ à, là tự mua luôn đúng rồi tự mua thức ăn về ừ, nấu chay để nha. cúng nha Thế là muốn tự mình giải thoát cho bản thân mình là phải tự mình chuẩn bị từ a tới z người ta mua giùm thì nó lại nó lại là một cái gián tiếp người rồi. Rồi, ta nấu giùm lại một cái gián tiếp Đúng rồi. và ừ. nấu là phải đặt tâm đi mua là phải đặt tâm chứ không có phải là theo kiểu là kiểu là ui sắp giải quyết rồi sắp giải quyết được rồi đó kiểu kiểu đấy là không được và đến khi xong việc rồi thì mình xin số tài khoản thầy cũng có cho được một chuyện đâu, mình phải hỏi qua mình 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 phải hỏi qua những người khác mà người ta đã có cái số tài khoản đấy rồi thì mình hỏi qua cái chị đi cùng Hồi uh, giới thiệu cho mình cái chỗ đấy á, thì là mình lấy được số tài khoản và mình chuyển, mình tự phát tâm mình chuyển tiền cho thầy thôi, chứ còn thầy không có đòi bất kỳ một đồng nào ừ, hết. Ừ. Ok, thì trước khi kết thúc cái tập phát khác ngày hôm nay mình cũng chia sẻ với các bạn một chút đó là mình đã từng À, cảm thấy mình xui đó đi coi bói thì các bạn có thể coi lại cái quá à, cái quá trình mình coi bói và cái quá trình mình bị thầy bói lừa ở tập podcast trước mình có kể chi tiết hơn thì nói chung là một cái điểm chung của họ là làm tiền và họ sẽ làm dùm mọi thứ chỉ cần mình đưa tiền cho họ thôi đó là một cái điểm theo cá nhân mình thấy sau khi bị nhiều lần bị thầy bói lừa thì đó là một cái điểm dễ dàng nhận ra nhất là cái người thầy bói đó không có tâm Ừ. mà ừ, cuối cùng cái việc họ họ muốn từ bạn á là tài thôi chứ không phải là họ giúp bạn để họ được đức. Đó. Đúng rồi. Cho nên là nên là các bạn cũng nên cẩn thận cái vấn đề này có một cái uh, gọi là có một cái suy nghĩ gọi là tỉnh táo hơn vấn đề này thôi. Ok thì tập podcast ngày hôm nay nó cũng hơi dài rồi đó tại vì hồi nãy giờ là mình vừa nghe mà mình cũng vừa ngẫm lại cuộc đời của mình đó các bạn. <cười> <cười> thì uh cũng chậm với là mình không có phải quá là cần đang cái lúc đang là quá cần dựa dẫm vô tâm linh. Hiện tại ừ. thì mình cũng giải quyết được một số khó khăn của mình Nên là à, cũng à, may mắn hy vọng là à, mình sẽ không cần phải mình sẽ không tìm cần phải tìm đến cái nơi dựa dẫm đường cùng đó. Ừ. Và cảm, rất là cảm ơn các bạn đã lắng nghe tập podcast ngày hôm nay. Hẹn gặp lại các bạn ở tập podcast ngày hôm sau nha. Bye bye.